chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay mọi người cùng mình hoàn thành một bức tranh một chú bộ đội đang đứng canh gác như thế này nhé. Mọi người cùng đón chờ xem mình hoàn thành bức tranh như thế nào. Bánh ô tô mình sẽ tô màu vàng, tầm màu đen. Còn này sẽ tô màu đỏ. Và bánh ô tô còn lại mình cũng sẽ tô màu đen. Ở dưới cùng nước mình sẽ tô màu xanh nước biển. Đây mình sẽ tô màu xanh. Và thân ô tô mình sẽ tô màu đỏ. Sẽ tô màu vàng đậm. Chiếc dây điện màu đen.